Song Hye-kyo gọi Jang Ki-yeon bằng tên thân mật cực ngọt, còn đặt cả tên couple khiến fan quán quéo. Song Hye-kyo, Jang Ki-yeon hiện đang là cặp đôi màn ảnh hot nhất hiện nay với bộ phim Now We Are Breaking Up. Cặp đôi chị em kém nhau 11 tuổi có hàng loạt phản ứng hóa học ngọt ngào cũng như hiên ẩn ý, làm dân tình không ngừng tò mò về mối quan hệ của cả hai. Mới đây nhất, Netizen đã soi ra hàng loạt hành động ngọt ngào của Song Hye-kyo và Jang Ki-yeon trong hậu trường. Trong một khoảnh khắc, đại mỹ nhân xứ Hàn đã gọi tình trẻ bằng cái tên thân mật Kuki, từ tên nhân vật Jun Hye-gut. Có thể thấy biểu cảm của Jang Ki-yeon trong khoảnh khắc này là vô cùng vui mừng và thích thú thấy rõ khi được đàn chị gọi tên bằng giọng ngọt xớt. Trong một đoạn phỏng vấn khác, khi được hỏi về tên ghép của cặp đôi màn ảnh, Song Hye-kyo đã ghép tên của hai nhân vật Ha Yeon-eun và Jun Jae-gut thành Jeong-jae couple. Nhưng Jang Ki-yeon lại có cách ghép khác hay hơn, anh ghép hai họ của nhân vật để tạo thành Good-ha couple, có cách phát âm gần giống với Good-ha hoa cúc trong tiếng Hàn. Chi tiết ngọt ngào này khiến netizen không khỏi quán quéo, càng thêm đồn đoán thêm về mối quan hệ của cặp đôi Now We Are Breaking Up. Được biết, Now We Are Breaking Up là câu chuyện tình yêu, cuộc sống thường nhật và công việc của Yeon-eun Song Hye-kyo, một nữ thiết kế vô cùng yêu nghề, coi việc sáng tạo và phục trang như linh hồn của chính mình. Dù đã gần 40 tuổi nhưng Yeon-eun không hề nghĩ đến việc có một mối quan hệ nghiêm túc bởi tổn thương từ mối tình đã kết thúc từ 10 năm trước. Mọi thứ đối với cô đảo lộn hoàn toàn khi Jae-gut Jang Ki-yeon xuất hiện. Cậu trai trẻ này là tình một đêm mà cô từng không nhớ cả mặt và cũng là em trai của người mà cô không thể quên. Không dây dưa dài dòng, Now We Are Breaking Up lập tức vào đề ngay từ tập 2, hé lộ luôn mối quan hệ phức tạp của cặp đôi chính. Tất nhiên còn rất nhiều vấn đề chưa lời giải trong mối quan hệ này, nhất là chuyện tình quá khứ của Yeon-eun và anh trai Jae-gut. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất giữa họ đã được tiết lộ. Điều này khiến khán giả có niềm tin vào một happy ending thay vì chuyện breaking up như nhan đề phim. Không lắc léo đánh đố khán giả là một điểm đáng khen của Now We Are Breaking Up giữa vô vàn bộ phim quá lạm dụng drama lên sóng thời gian gần đây của truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn là giữa bối cảnh đặc cảnh loạt phim đầy drama khác, câu chuyện của Now We Are Breaking Up đến thời điểm hiện tại quả là chẳng có điểm nhấn đặc sắc nào. Dù trailer, teaser nhá hàng vô cùng hấp dẫn, nhưng khi vào phim, hai tập đầu lại đi theo mô típ phim khá cũ. Kịch bản cũng không có gì khiến khán giả cảm thấy tò mò kích thích. Thậm chí ngay cả chuyện Yeon-eun là chị giao hụt của Jae-gut cũng đã được bộ phận khán giả đoán ra từ trước cả khi phim lên sóng. Bên cạnh đó, mang tiếng là phim về ngành công nghiệp thời trang, nhưng hình ảnh trong phim hoàn toàn không có gì ấn tượng, thậm chí đến cả góc máy cũng vô cùng bình thường. Thêm vào đó, thời trang của Song Hye-kyo ở hai tập đầu cũng khá nhạt nhòa. Dĩ nhiên, nó đẹp, sang và khiến nữ diễn viên trẻ ra vài tuổi, nhưng với con số đầu tư lên tới 1,6 tỷ cho phục trang hai tập, những gì khán giả nhận lại quả là không xứng đáng. Đặc biệt, phục trang của cô hoàn toàn không làm toát lên đặc trưng của nhân vật, một nhà thiết kế tài năng với đôi mắt nghệ thuật và sự sáng tạo hơn người. Vẫn là những trang phục này, nhưng có lẽ Song Hye-kyo đem nó để diện ở một bộ phim khác như Encounter cách đây 3 năm chẳng hạn thì sẽ hợp lý hơn. Now We Are Breaking Up quy tụ một dàn diễn viên khá đông đảo, toàn những cái tên bảo chứng về diễn xuất. Riêng Song Hye-kyo thì bảo chứng về rating và danh tiếng. Và đúng như quy ước về sự bảo chứng này, Song Hye-kyo đường đường là nữ chính, có kinh nghiệm diễn xuất dài dặn nhất nhì dàn cast trong phim, nhưng lại là lỗ hổng đáng tiếc của cả dàn. Song Hye-kyo diễn không tệ, vấn đề là cô ấy quá an toàn, từ ngoại hình, tóc tai, quần áo, cách trang điểm đến biểu cảm, diễn xuất, tất cả đều dập khuôn, không có gì phá cách, khác biệt hay sáng tạo. Song Hye-kyo đang đi vào chính lối mòn của bản thân mình, biến Yeon-eun thành một nhân vật hoàn mỹ, hoàn hảo tới mức nhạt nhòa. Jang Ki-yeon là một điểm nhấn thú vị của phim. Sự tươi trẻ trong lối diễn xuất của anh ấy giúp khán giả bớt đi cảm giác nhàm chán. Có điều khách quan mà nói, thời trang tạo hình nhân vật khá bụi bặm, đặc biệt là kiểu tóc có phần không hợp với gương mặt của Jang Ki-yeon, khiến vẻ ngoài của anh kém hấp dẫn hơn hẳn vai diễn trước đó ở Bạn cùng phòng là Gumiho. Chemistry giữa Jang Ki-yeon và các bạn diễn, đặc biệt là đàn chị Song Hye-kyo cũng là một điểm cộng của phim. Hy vọng trong những diễn biến tiếp theo, chemistry giữa hai nhân vật sẽ kéo Song Hye-kyo ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Dàn diễn viên phụ trong phim là một điểm sáng đáng khen ngợi khi ai cũng được chăm chút ngoại hình và sở hữu lối diễn xuất ổn định. Kim Jo-hun, Choi Hee-seol, Park Hye-ju, Yoon Nam-ho, bốn gương mặt chủ chốt còn lại của phim đều là những cái tên sở hữu lối diễn xuất chuyên nghiệp đã được kiểm chứng qua vô số tác phẩm trước đó của họ. Nhìn chung, Now We Are Breaking Up là một bộ phim khá cũ, từ câu chuyện đến nữ chính đều không kích thích được sự tò mò, thích thú của người xem. Bối cảnh, hình ảnh phim không đến nỗi tệ nhưng lại không mang được dáng dấp của một bộ phim về ngành công nghiệp thời trang. Dĩ nhiên, phim mới chỉ lên sóng 2 tập, mọi sự đánh giá đều khá vội vàng. Chỉ biết tiếp tục chờ đợi, biết đâu kịch hay đang đợi ở phía sau.